Kính chào quý thính giả đã quay trở lại với chương trình radio Lắng Đọng Đêm Về phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Quý thính giả thân mến, với nỗ lực truyền tải những nội dung văn hóa truyền thống được lưu truyền từ ngàn năm, đề cao các giá trị đạo lý nhân sinh, tín ngưỡng đối với thần Phật, Lắng Đọng Đêm Về hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Quý vị thân mến, sau 40 tuổi, đối với các cặp vợ chồng không phải là vấn đề ai chinh phục được ai, mà là ai đang nhường nhịn ai. Vợ chồng tốt không phải là luôn nghĩ cách chinh phục đối phương, có thể bao dung nhau và không trách cứ, đây mới là tình yêu đích thực. Cứ mãi nói về ai đúng, ai sai, tranh cãi người nào làm tổn thương người nào chính là điều cấm kỵ trong hôn nhân. Bởi vậy người ta mới nói, phụ nữ biết cách cư xử, đàn ông biết cách cảm ơn sẽ có thể sống với nhau đến trọn đời. Xin mời quý thính giả chiêm nghiệm cùng chương trình hôm nay của Lắng Đọng Đêm Về. Phụ nữ biết cách cư xử, đàn ông biết cách cảm ơn, sẽ có thể sống với nhau đến trọn đời. Sau 40 tuổi, đối với các cặp vợ chồng, không phải là ai chinh phục được ai, mà là ai đang nhường nhịn ai. Là vợ chồng tốt, không phải là luôn nghĩ cách chinh phục đối phương, có thể bao dung nhau và không trách cứ. Đây mới là tình yêu đích thực. Cứ mãi nói về ai đúng, ai sai, tranh cãi người nào làm tổn thương người nào là điều cấm kỵ. Có thể bao dung khuyết điểm mới là thật sự yêu. Vợ chồng ở cùng nhau nên giả ngốc nghếch, một mắt nhắm, một mắt mở, bao dung khuyết điểm của nhau. Nếu cả hai đều không sẵn lòng giả ngốc, đều luôn muốn cho rằng mình là người thông minh, khôn khéo hơn, tất cả mọi sự đều phải thực hiện có kết quả, vậy thì cuộc sống hàng ngày sẽ tựa như một trận chiến, cũng lạnh lùng, tựa như một tảng băng trôi. Cuộc sống như vậy sẽ trở nên ngột ngạt, thấp thỏm lo âu, tuyệt không thể nào hạnh phúc thoải mái. Không có gì xứng đáng để phá hủy tình cảm của nhau. Sau 40 tuổi, bạn nghĩ lại về cuộc sống sau rất nhiều năm như vậy, còn có cái gì trắc trở là không gặp phải? Còn có chuyện khó khăn gì là không vượt qua? Vậy nên, cho dù có chuyện gì xảy ra, chớ phá hủy mối quan hệ giữa vợ và chồng. Hơn nữa, đừng bao giờ nói những lời nặng nề với người bạn yêu. Ngờ vực, hoài nghi cũng thật không đáng giá. Phải biết rằng bạn không thể thông minh, khôn khéo với người bạn yêu. Chỉ có sự chân thành, dung dị mới có thể cảm hóa trái tim của người ấy. Trước đây đã bận rộn với công việc nhiều rồi, nay đã hơn 40 tuổi, có thể dành nhiều hơn một chút thời gian cho nửa kia của mình. Vào một ngày đẹp trời, gửi một món quà nhỏ, nắm lấy bàn tay của người ấy và cùng đi dạo. Đơn giản thôi nhưng điều vô cùng lãng mạn. Đôi khi bởi vì cuộc sống quá áp lực, bạn mệt mỏi và muốn buông tay. Khi này, hãy nghĩ xem lý do tại sao trước đây bạn nguyện ý nắm tay người ấy cả một đời. Sống với nhau bao nhiêu năm, tình yêu đôi lứa dần biến thành thân tình. Ngay cả khi bây giờ, hai người ở cùng nhau cũng không thể có được niềm đam mê mãnh liệt của thuở ban đầu. Nhưng mối thân tình ấy đã thực sự gắn bó keo sơn, không thể tách rời. Phụ nữ biết cách cư xử, đàn ông biết cách cảm ơn, sẽ có thể sống với nhau đến trọn đời. Sau 40 tuổi, vợ chồng sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau. Chỉ cần dựa vào tình yêu và giả ngốc, đừng gây khó dễ, đừng kén chọn. Ngốc là bởi bạn và người ấy đã ở bên nhau bao năm như vậy, đã quyết định và xác nhận. Cả đời có người ấy làm bạn là chuyện hạnh phúc nhất. Cả đời có người ấy yêu bạn, yêu cả sự vụng về của bạn, thủy chung bầu bạn,
còn gì hạnh phúc hơn? Trong gia đình không có chuyện đúng sai, chỉ có hòa bình hay bất hòa. Vợ chồng hòa hợp thì gia đình mới im ấm. Gia đình im ấm thì vạn sự đều hưng. Nhà là một nơi để yêu thương, không phải là nơi để nói lý. Nơi để phân rõ phải trái đúng sai là tòa án, không phải gia đình. Nhà là nơi có gốc rễ và linh hồn. Và linh hồn này được nắm giữ bởi vợ và chồng. Nếu một bên buông tay không muốn nắm giữ, linh hồn này sẽ mất. Không ồn ào, không mắng chửi oán trách lẫn nhau. Làm được như vậy mới có thể giữ được phu thê hòa khí. Có thể vẫn bình dị mà vẫn yêu thương, chăm sóc và đồng hành cùng nhau, mới có thể khiến cho gia đình thịnh vượng, gia nghiệp hưng thịnh. Cũng chính là câu nói, phu thê hòa hợp, vạn sự hưng. Cảm ơn quý vị đã ghé thăm và lắng nghe chương trình. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của quý vị ở bên dưới để giúp chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lắng Đọng Đêm Về, phát sóng vào 21 giờ mỗi tối.